khẩu vũ khí Nga vượt 15 tỷ đô la Mỹ, Việt Nam đóng góp không nhỏ. Trong năm 2019, Nga đã xuất khẩu được lượng vũ khí tương đương với 15,2 tỷ đô la Mỹ, bất chấp các đạo luật cấm vận mua vũ khí Nga được Mỹ đưa ra. Trong số này, Việt Nam có đóng góp không nhỏ với hàng loạt xe tăng T-90S SK. Theo thông tin mới nhất được Sputnik đăng tải, Nga vẫn là quốc gia giữ vị thế xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới. Chỉ tính riêng trong năm 2019, Nga đã xuất khẩu vũ khí giá trị hơn 15,2 tỷ đô la Mỹ ra khắp thế giới. Cụ thể, tổng cộng trong năm 2019 có tới 50 quốc gia trên khắp thế giới mua vũ khí Nga, trong đó có không ít quốc gia ở khu vực châu Á như Việt Nam, Ấn Độ. Đặc biệt, 2019 cũng là năm đầu tiên đạo luật trừng phạt các quốc gia trên thế giới mua vũ khí Nga được Mỹ thực hiện. Bất chấp đạo luật này, nhiều quốc gia tiếp cận với vũ khí từ Moscow, phớt lờ mọi cảnh báo từ Washington. Trong số các cường quốc xuất khẩu vũ khí hiện tại trên thế giới, giới chuyên gia nhận định chỉ có Nga là quốc gia xuất khẩu vũ khí theo đúng nghĩa hàng hóa. Mỹ ở chiều hướng ngược lại, thường sử dụng quân bài chính trị nhiều hơn. Đơn cử như việc Mỹ cấm vận xuất khẩu vũ khí sát thương cho rất nhiều quốc gia trên thế giới, chủ yếu các quốc gia thuộc NATO cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Israel là các bạn hàng lớn nhất với Mỹ, đơn giản vì các quốc gia này quá thân thiết với Mỹ về mặt quân sự quốc phòng. Nga ở chiều hướng hoàn toàn ngược lại, sẵn sàng bán vũ khí cho bất cứ quốc gia nào trên thế giới mà không có yêu cầu về mặt chính trị. Thậm chí như khi Nga bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ, Nga còn cho Thổ Nhĩ Kỳ trả góp hơn 50% giá trị hợp đồng và có thể trả bằng sản phẩm khác thay cho tiền mặt. Trong năm 2019, một loạt các xe tăng chủ lực T-90S SK được Việt Nam đặt hàng của Nga cũng đã về nước, đưa lực lượng tăng thiết giáp của Việt Nam lên mức hiện đại hàng đầu khu vực. Theo nhiều thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải, Việt Nam đã mua tổng cộng 64 xe tăng chủ lực T-90S SK từ phía Nga. Ngoài ra, Nga khẳng định sẵn sàng bán thêm T-90 cho chúng ta nếu Việt Nam có yêu cầu. Hiện tại, ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đang là một trong những quốc gia bạn hàng thân thiết với Nga. Đặc biệt là mối quan hệ này đã được Hà Nội và Moscow thiết lập từ thời Liên Xô còn tồn tại. Hồi tháng 1 vừa rồi, Phó Thủ tướng Yuri Borisov cũng cho biết khối lượng vũ khí đặt hàng dài hạn của Nga từ các quốc gia khác trên thế giới là 55 tỷ đô la Mỹ và nhiều khả năng là Việt Nam cũng đang có vị trí trong khối lượng đặc biệt này. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.